Bữa tối hai con cua của em đây. Xin chào cả nhà buổi tối. Tối nay vợ chồng mình ăn cua. Giờ ăn cua không phải giờ chồng đâu. Chồng đâu có ăn đâu. Anh con này, em con này đi. Mỗi đứa một con, em ăn con lớn nè, anh ăn Em con ăn nhỏ. đi. Hả? Em coi miệng em được rồi. Anh ăn con nhỏ đi. Ồ sao nước nó ra dữ vậy anh? Hả? Không biết. Tại để mình mua về á, bận á, để trong tủ lạnh á, giờ không biết nó có còn ngon không nữa. Thấy nó xốp quá à. Không biết có ăn được không đây. À, cũng ngon. Đâu. Đây cả nhà ơi. Ủa mình quên lấy cái muỗng. Mà thôi cái này có gì đâu. Cũng không đâu có gặp nhiều đâu. Có nhiều ha. Ừ. Đang nhau mặt. Như mặt anh à. Em cứ ăn đi, em coi, ngồi coi miệng em được rồi. Anh ăn luôn đi. Đã gọi gì đây? Ừ. Cái này bẻ đôi ra nè. Cua mình mua về phải ăn liền, mình để là nó hết ngon rồi. Ừ, cho anh nè. Em xin mời cả nhà. Ngon. Ừ. Không ngon. Không ngon. Nó mất thịt hết rồi. Đã lâu quá. Ừ. Mua về phải ăn liền. Mình mua về mình để vậy nè, mấy ngày luôn. Đâu ghét. Ừ. Anh không thử không? Ừ. Dạ, nó ăn được. Anh lại cái càng thử, anh ngoài không cái càng. Mở ra chả có gì ăn luôn. Nó thịt nó ấy hết à. Nó hót hết rồi. Mà nó cũng ngọt ha. Ngon mà. Hả? Ngon mà. Chắc cái càng nó ngon á. Cái bụng nó chẳng có cái gì á. Anh ăn đi cái này không cần. Cắn gãy răng luôn. Đây cả nhà ơi, cái này bây giờ mới thấy miếng thịt. Em mời cả nhà ha. Này ngọt hơn. Mấy cái này có khi lại ngon hơn. Ngon hơn cái bụng của nó nữa đó. Anh không chấm à? Nước mắm em làm mà tỏi ớt với wasabi với chanh nước mắm. Ngon mà. Đó còn cái càng nữa kìa anh ăn luôn đi. Đây này thịt nè anh. Anh không thấy. Vậy Khó thôi. ăn quá ha. Khó ăn hả? Vậy thôi vợ chồng em đi kiếm cơm ăn. Vợ chồng em dừng video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Chào tạm biệt. Bye.